Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của May Group. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,8 m2. Chung cư mới ở thành phố Hồ Chí Minh phần lớn trên 5 tỷ đồng. Việt Nam lọt top 3 thị trường bất động sản được săn đón ở khu vực. Theo quý vị, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Hà Nội năm nay dự kiến đạt 28,8 m2 một người. Con số này được xác định trên cơ sở trung bình chỉ tiêu đạt được năm 2023, đạt 28,6 m2 một người và khả năng hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trong các tháng cuối năm 2024. Đây là kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Theo đó, tổng diện tích nhà ở năm 2024 xác định đạt khoảng 7,147 triệu m2, trong đó dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ là 4,5 triệu m2, chỉ riêng phát triển nhà ở theo dự án là khoảng 2,685 triệu m2. Để đạt được các mục tiêu kể trên, một trong những giải pháp được thành phố đặt ra là tập trung giả soát, nghiên cứu cơ chế chính sách để hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các dự án khu đô thị chậm triển khai, các chính sách khuyến khích và hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn, đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức, kiên quyết xử lý và thu hồi dự án chậm triển khai về phát triển nhà ở xã hội, Hà Nội đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội tập trung, phục vụ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, nghiên cứu sử dụng hiệu quả tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20%, 25% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng tiếp tục giả soát xác định nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Về phát triển nhà ở tái định cư, Hà Nội thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về cơ chế mua lại quỹ nhà ở thương mại đang thực hiện thí điểm, cơ chế đặt hàng, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu nhà ở tái định cư trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tiếp tục đôn đốc tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư đang triển khai, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách để đưa vào sử dụng. Thưa quý vị, nguồn cung chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm tới chủ yếu ở phân khúc từ 5 đến 10 tỷ đồng một căn và không còn sản phẩm dưới 2 tỷ đồng trong báo cáo thị trường mới đây, Savills cho biết, nguồn cung chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh cả năm 2023 xuống thấp kỷ lục 10 năm qua với 10.700 căn. Số dự án mới xuống thấp khiến lượng giao dịch căn hộ giảm liên tục 7% mỗi năm trong thập kỷ qua. Trong năm 2023, thị trường chỉ ghi nhận 6.300 giao dịch. Phó giám đốc trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường nhìn nhận, thị trường đang đối mặt với tình trạng giá nhà ngày càng đắt đỏ. Bà nói 90% các giao dịch thuộc phân khúc 2 đến 5 tỷ đồng một căn. Thành phố không còn sản phẩm dưới 2 tỷ đồng trong năm qua. Thanh khoản của những dự án đắt tiền cũng chậm lại. Sau khi nhiều dự án phân khúc cao cấp trở lên phải tạm đóng bớt giỏ hàng, giá bán sơ cấp căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở về mức trung bình năm 2020 với 69 triệu đồng mỗi mét vuông thông thủy, giảm 45% theo năm Hai năm tới, nguồn cung mới chủ yếu có giá từ 5 đến 10 tỷ đồng một căn, còn phân khúc 2 đến 5 tỷ đồng ngày càng khan hiếm. Dữ liệu của đơn vị nghiên cứu CBRE cũng cho thấy 84% nguồn cung căn hộ mở bán trong năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh là phân khúc cao cấp, giá từ 50 đến 98 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, tỷ trọng phân khúc dưới 50 triệu đồng một mét vuông ngày càng giảm, còn phân khúc bình dân hoàn toàn biến mất trong vài năm trở lại đây. Giá trung cư thành phố Hồ Chí Minh neo cao sẽ thúc đẩy xu hướng dịch chuyển ra các tỉnh vùng ven để tìm nhà ở bình dân. Chuyên gia Savills cho biết 96% nguồn cung căn hộ tương lai ở Bình Dương, Đồng Nai và Long An có giá dưới 5 tỷ đồng một căn. Nhiều dự án tại Đồng Nai, Bình Dương có giá cạnh tranh với thị trường thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của nhiều người mua nhà Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh thời gian qua, số lượng chung cư chuyển nhượng ở những thị trường này khá dồi dào, tạo áp lực cạnh tranh cho những dự án mới. Người mua cũng cần đánh giá cẩn thận và chọn thời điểm xuống tiền nếu quan tâm đến chung cư vùng ven. Thưa quý vị, khảo sát của CBRE cho thấy Việt Nam chỉ xếp sau Ấn Độ trong số các thị trường địa ốc mới nổi được săn đón ở châu Á-Thái Bình Dương. Khảo sát trên được CBRE thực hiện vào 2 tháng cuối năm 2023. Khảo sát này hỏi về ý định và kế hoạch của nhà đầu tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2024. Kết quả cho thấy Việt Nam đứng thứ hai trong các thị trường mới nổi được ưu tiên đầu tư chỉ sau Ấn Độ. Vị trí thứ ba thuộc về Thái Lan. Theo CBRE, hai phân khúc thu hút các nhà đầu tư ngoại khi vào Việt Nam là bất động sản công nghiệp và văn phòng hoạt động thương mại phát triển tại việt nam đã thúc đẩy nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần các nhà đầu tư đã nhận ra tiềm năng từ những động lực này nên rất quan tâm đến bất động sản công nghiệp ngoài ra chủ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm đến đất dự án phát triển nhà ở nhiều nhà đầu tư đã tích cực tìm kiếm tài sản giảm giá hoặc của chủ sở hữu đang gặp khó khăn về pháp lý nguồn cung xu hướng này cho thấy khả năng hồi phục và sức hấp dẫn của phân khúc nhà ở tại việt nam giám đốc bộ phận tư vấn đầu tư cbre việt nam cho biết, nhà đầu tư nước ngoài có tầm nhìn dài hạn về tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam, họ sẵn sàng đầu tư vốn để hưởng lợi ngay trong chu kỳ điều chỉnh giá vừa qua. Điều này đặc biệt đúng với diễn biến hiện nay. Bên mua được hưởng lợi từ bên bán là nhà đầu tư đang cần thoái vốn sau thời gian dài nắm giữ tài sản. Khảo sát cũng chỉ ra các nhà đầu tư ở châu Á Thái Bình Dương thích tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận hai con số. Họ đang chuyển chiến lược ưu tiên sang tài sản có thể tăng giá trị hoặc tài sản đang có vấn đề về nguồn vốn buộc phải giảm giá. Theo đó hơn 60% nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch nâng cấp các tòa nhà đắc địa trong danh mục đầu tư của họ theo tiêu chuẩn ESG, môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong năm 2024. Phần lớn trong số đó là quỹ tư nhân, bất động sản và quỹ tín thác bất động sản. Đây cũng là xu hướng nhằm theo đuổi chiến lược gia tăng giá trị tài sản Tuy nhiên, CBRE lưu ý thị trường bất động sản Việt Nam có đặc điểm riêng là nguồn cung khan hiếm và những tài sản được tạo dòng tiền tốt, ít được chào bán công khai. Sự chênh lệch về kỳ vọng giá giữa người mua và người bán cũng là trở ngại lớn trong các giao dịch. Nhìn chung, CBRE đánh giá nhu cầu mua dự án bất động sản trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn khá yếu, trong khi nhu cầu bán dự án ở mức cao. Nhà đầu tư ở hầu hết các thị trường điển hình như Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ động thái chờ đợi và quan sát trong nửa đầu năm 2024. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.